trong tiền của nó này. Bông tiền cắt luôn. Đúc vô đây cái nó đúc nó in ra đây cho mình cái đồng tiền cắt này. Đồng tiền đẹp không? Mấy thằng này nó không biết. Cái... toàn hiệu Porsche không nè, đó thấy không? Chiếc này chắc Brenton nhá, Brenton. Oh, đây người ta bán gì đây? À, chắc kem á, bán kem. Oh, này gam gam led giống như chiếc xe lam của bên này hồi xưa này, đó thấy không? Đúng chiếc xe lam. Wow, cái nhà hàng này cái gì đẹp không? Ở nhà hàng, cái nhà hàng đẹp không? Wow. Nó làm cái vái vòm đẹp không? Wow. Cái cửa thôi mà nó làm cầu kỳ không? Wow, đây có quả cầu inox này, này bóng. Trời sắp mưa rồi sao á? Đi ra kia em coi. Wow, đây nhìn ra biển này. À, đẹp không? Wow, quá trời người luôn, thấy không? Không biết ở đằng kia có cái gì biết đâu. Anh đi chế sổ lại nhờ. Ở đây có mấy cái xương rồng bự không, cao không, quá trời cao nó qua là đi vô quán cà phê này coi coi. Wow,
quán cà phê Starbucks này. Wow, đây nhìn ra biển. Ở trên kia người ta đang làm gì vậy? À. Đây là trưng toàn là xe xịn không ạ? Còn là chưa là đẹp không? Wow. Trưng toàn xe xịn không ạ? Wow.